Thông báo khẩn. Để kịp thời truy vết ra soát các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Dầu thông báo tìm người từng đến địa điểm vào thời gian cụ thể như sau: khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2021, tiệm bán dừa từ cổng chợ Gò Dầu đi vào bên trái, sạp thịt heo người phụ nữ gần chỗ bán dừa và sạp rau của chị Hồng tại ngã ba Bách Quá chợ Dầu, đối diện tiệm vàng Kim Phụng khoảng 10 giờ đến 11 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021, tiệm tập quá Úc Hạnh trong chợ Gò Dầu, khoảng từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2021, quầy thuốc Tây Tô Ngân trong chợ Gò Dầu. Đề nghị những ai đã đến các địa điểm và khung giờ nói trên khẩn trương đến ngay trạm y tế nơi cư trú gần nhất để khai báo y tế. Đường dây nóng trạm y tế thị trấn Gò Dầu 0918 222 970, Quỳnh Thị Kim Phước, Phó Trạm.